Ả Rập Saudi xây tòa nhà cao nhất thế giới. Trung Quốc siết chặt quy định sữa bột nhập khẩu. Chứng khoán thế giới diễn biến khó lường do nhiều biến động. Chào mừng quý vị đã đến với Bản tin Thế giới. Thưa quý vị, cuối tháng 4 vừa qua, Ả Rập Saudi đã chính thức khởi công tòa nhà Kingdom Tower tại thành phố Jeddah. Khi hoàn tất, đây sẽ là tòa nhà cao nhất thế giới. Tòa nhà Kingdom Tower được xây dựng giữa lòng thành phố Jeddah, có chiều cao gần 1 km, gồm 200 tầng. Dự án này ra đời từ năm 2008, nhưng do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên đành gác lại. Đến tháng 8 năm 2011, Hoàng tử Ả Rập Saudi, anh Wali bin Talal đã chính thức công bố rộng rãi dự án này. Công trình do hai kiến trúc sư Adrian Smith và Gordon Gill thiết kế dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ. Mục đích của chúng tôi là xây dựng Kingdom thành tòa nhà cao nhất thế giới. Đây sẽ là dấu mốc quan trọng và sẽ là biểu tượng của Ả Rập Saudi và thành phố Jeddah. Đến năm 2018, khi hoàn thành, công trình này sẽ vượt qua tòa nhà Burj Khalifa cao hơn 828 mét của Dubai, trở thành tòa nhà cao nhất thế giới. Sau khi hoàn tất vào năm 2018, tòa nhà có thể sẽ được mở rộng những năm sau đó, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Kingdom Tower hứa hẹn sẽ là một trong những tòa nhà có hệ thống thang máy tinh vi và hiện đại nhất thế giới, với tốc độ di chuyển 10 mét một giây. Thưa quý vị, đập thủy điện Grand Renaissance của Ethiopia chỉ mới xây xong 1/4 và nếu nhanh nhất cũng phải đến năm 2016 mới hoàn thành. Để xây dựng đập thủy điện này, Ethiopia, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, đã phải chịu đắm ăn xôi dốc tiền đầu tư một mình mà không có bất kỳ một sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Đập thủy điện Grand Renaissance của Ethiopia nằm ở thượng nguồn sông Nin, cao 145 mét. Có hồ chứa nước dài gần 250 km và công suất tua bin lên đến 6.000 MW điện. Chúng tôi đang ở ngay khu vực đập thủy điện được xây dựng. Dự án đã được bắt đầu đúng như kế hoạch. Khi xây dựng đập thủy điện Grand Renaissance, Ethiopia đã xung đột với nhiều nước như Ai Cập, Sudan vì những quốc gia này cho rằng công trình trên sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sông Nin. Song bây giờ Sudan lại quay ra ủng hộ Ethiopia bởi đã nhìn ra được lợi ích từ nguồn điện rẻ nếu có đập thủy điện. Hiện tại, sản lượng điện của khu vực châu Phi cận Sahara trừ Nam Phi ra chỉ có 28.000 MW. Trên lý thuyết, khi đi vào đập thủy điện Grand Renaissance có thể sản xuất 37.000 MW, đủ để đáp ứng nhu cầu khu vực và còn dư để xuất khẩu. Để xây dựng thành công đập thủy điện Grand Renaissance cần 4 tỷ đô la Mỹ, và hiện tại Ethiopia đã chi 1,5 tỷ. Phía nhà thầu cho hay chính phủ thanh toán hóa đơn rất đúng hạn, nhưng với Ethiopia, tự xây dựng một công trình lớn như vậy thật sự mạo hiểm. Kinh tế nước này đã có dấu hiệu chậm tốc khi đầu tư cho khu vực tư nhân bắt đầu cạn. Tại vùng nông thôn của Tây Ban Nha đang có hàng nghìn ngôi làng lớn nhỏ bị bỏ hoang. Một thị trưởng đã nảy ra ý định tặng không một ngôi làng trong số đó cho bất kỳ ai có khả năng tái xây dựng lại nó. Ý tưởng lạ lùng này đang nhận được sự hỗ trợ từ nhiều doanh nghiệp. Có đơn vị còn dự định biến ngôi làng trở thành trung tâm nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe. Đối với nhiều người, ngôi làng Galician bị bỏ hoang từ thế kỷ 15 này của Tây Ban Nha chỉ là một tàn tích xưa cũ. Mới đây, thị trưởng Martinez đã tuyên bố sẽ tặng miễn phí ngôi làng này cho bất kỳ ai, với điều kiện phải làm cho nơi này sống dậy. Nếu đồng ý, người đó sẽ sở hữu cả ngôi làng trong vòng 90 năm. Có khoảng 12 căn nhà tại đây, cộng thêm gần 30.000 mét vuông đất. Ngôi làng khá xinh xắn, cây cối mát mẻ và cũng gần thị trấn. Với lời quảng bá của thị trưởng, nhiều công ty trong và ngoài Tây Ban Nha đã tỏ ra rất hứng thú. Một công ty chuyên về thiết bị y tế dự định bắt tay với một chuỗi khách sạn biến ngôi làng thành trung tâm nghỉ dưỡng cho những người bị bệnh tim. Theo thị trưởng Martinez, nếu có người đứng ra tái sinh ngôi làng, người dân sẽ có thêm nhiều việc làm, giải quyết bớt phần nào áp lực thất nghiệp. Việc này sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho cộng đồng người dân, không chỉ tạo ra nhiều việc làm lâu dài mà còn cải thiện cơ sở vật chất cho nơi này. Thực tế, tại Tây Ban Nha bây giờ có hàng ngàn ngôi làng bị bỏ hoang như vậy vì mọi người lần lượt kéo lên thành phố để kiếm việc. Đây là vấn đề về nhân khẩu học, tỷ lệ sinh quá thấp, thanh niên lại cứ bỏ làng lên phố. Do vậy, những ngôi làng cứ hoang tàn như vậy, mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Ông Martinez kỳ vọng sắp tới sẽ có người chịu sở hữu miễn phí ngôi làng Galicia và khiến nó thay da đổi thịt. Theo ông, rất nhiều ngôi làng không người ở tại Tây Ban Nha có tiềm năng du lịch. Nếu thành công, đây sẽ là giải pháp đáng cân nhắc cho các khu vực này. Với sự tiến bộ của ngành công nghệ, các nhà nghiên cứu về vũ trụ hay đơn thuần là những người yêu thích thiên văn đã có thêm một công cụ mới để tiếp cận thế giới bao la ngoài trái đất. Đó chính là ứng dụng di động về thiên văn do một tổ chức tại Chile cung cấp. Đã có hơn 25.000 lượt tải về đối với ứng dụng Chile Mobile Observatory.
một ứng dụng thiên văn giúp cho mọi người có thể quan sát vũ trụ thông qua những bức ảnh chụp vũ trụ chất lượng cao do hệ thống kính viễn vọng tại sa mạc Atacama, miền Bắc Chile cung cấp. Một trong những bức ảnh mà quý vị đang xem chính là tinh vân chân mèo. Hầu hết những người tải ứng dụng này đến từ Chile, Mexico, Tây Ban Nha, Mỹ và Peru. Ứng dụng này do một tổ chức mang tên Fundación Imagen de Chile xây dựng và cung cấp từ tháng 10 năm ngoái. Ngoài các hình ảnh tuyệt đẹp, người dùng còn có thể tra cứu lịch thiên văn với các ngày nhật thực, mưa sao băng, sao chổi và những hiện tượng khác tại ứng dụng. Chile giữ vai trò đến 70% trong hoạt động quan sát vũ trụ của thế giới. Từ Chile, chúng tôi chụp những hình ảnh vũ trụ tốt nhất. Chúng tôi giúp góp phần trả lời những câu hỏi lớn của nhân loại là chúng ta đến từ đâu và điểm đến của chúng ta trong vũ trụ bao la này. Một hình ảnh khác mà ứng dụng đang cung cấp là tinh vân đầu ngựa, một tinh vân phức hợp của tinh vân Lạp Hộ. Ban đầu, ứng dụng cung cấp khoảng 100 bức ảnh về các chòm sao, thiên hà và tinh vân. Nhưng do nhu cầu cao, các lập trình viên đã bổ sung thêm 100 ảnh mới cho người dùng. Fundación Imagen de Chile cho biết, hiện ứng dụng này chạy trên nền tảng Android. Dự kiến vào quý 2 này, ứng dụng cũng sẽ có mặt trên Apple Store. Sa mạc Atacama vốn là địa điểm lý tưởng để xây dựng các đài thiên văn với không khí sạch và khô. Hệ thống kính viễn vọng ALMA tại đây là một công trình hợp tác quốc tế của châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản. Thưa quý vị, chính phủ Mexico vừa đưa ra một số dự luật hướng đến đẩy mạnh tăng trưởng ngành năng lượng thông qua kêu gọi đầu tư và tăng nguồn thu thuế. Đây là một quyết định gây tranh cãi tại nước này suốt từ lúc quyết định được thông qua từ tháng 12 năm 2013. Chính phủ Mexico buộc các nhà đầu tư tư nhân nếu muốn tham gia vào ngành năng lượng phải sử dụng một tỷ lệ lao động và nguyên liệu nội địa nhất định. Lộ trình cho quy định này có thể kéo dài tới 10 năm. Chính phủ nước này vừa tuyên bố trong một cuộc họp liên bộ giữa Bộ Tài chính và Bộ Năng lượng Mexico diễn ra vào cuối tháng 4. Theo tinh thần của đạo luật trên, nhà nước Mexico sẽ ký hợp đồng với tư nhân và các đối tác nước ngoài dưới dạng dịch vụ, chia sản phẩm hay cấp giấy phép để thăm dò, khai thác và kinh doanh sản phẩm dầu khí, đồng thời sẽ thành lập quỹ dầu khí để quản lý nguồn lợi này với sự chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương Mexico, gọi tắt là Banxico. Điều luật thứ hai đề ra rằng ngành năng lượng phải dựa vào Pemex ít nhất 20%. Pemex không nhất thiết phải tham gia với vai trò điều hành, mà có thể cộng tác với mục tiêu tiếp cận thông tin và quản lý nguồn nhiên liệu nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia. Chính phủ Mexico chủ trương không cổ phần hóa các khâu truyền tải và phân phối điện lực và loại bỏ đại diện công đoàn dầu khí khỏi ban lãnh đạo của tập đoàn dầu khí nhà nước Pemex. Tổng thống Mexico cho biết, luật cải cách năng lượng thực sự là một bước đi quyết định vì lợi ích và đời sống của người dân Mexico và mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển của đất nước này. Với luật này, Mexico sẽ có thêm các nguồn tài chính từ khu vực tư nhân cũng như các công nghệ khai thác nguồn tài nguyên năng lượng lớn của đất nước. Hành động này có thể giảm gánh nặng tài chính từ 79% xuống còn 65%. Thứ hai, với chi phí lớn với mong muốn giảm gánh nặng về thuế, Pemex buộc phải tăng doanh thu 3-4 lần hiện tại. Quyết định cải cách ngành năng lượng của Tổng thống Peña Nieto được thông qua vào tháng 12 năm 2013 đã chấm dứt 75 năm quốc doanh của tập đoàn dầu khí Pemex. Mục tiêu nhắm tới là thu hút hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư từ khu vực tư nhân vào ngành năng lượng Mexico. Mexico là nước sản xuất dầu thô lớn thứ 10 trên thế giới. Bên cạnh việc tạo ra hàng ngàn việc làm mới, Tổng thống Peña Nieto kỳ vọng cải cách năng lượng sẽ nâng cao sản lượng dầu, vốn đã giảm hơn 25% kể từ mức đỉnh điểm 3,4 triệu thùng dầu một ngày vào hồi năm 2004. Mục tiêu của chính phủ là như thế, nhưng không phải người dân nào cũng đồng tình. Cuối tháng 1 năm nay, hàng chục ngàn người đã tuần hành ở thủ đô Mexico City để phản đối các biện pháp cải cách hiến pháp do Tổng thống Enrique Peña Nieto thúc đẩy nhằm mở cửa ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt cho đầu tư nước ngoài. Cuộc tuần hành do Đảng Cách mạng Dân chủ PRD, đảng đối lập với Đảng Cách mạng Thể chế PRI cầm quyền của Tổng thống Nieto tổ chức. PRD đang thúc đẩy tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2015 để đảo ngược lại các biện pháp này. Theo quy trình pháp luật, luật cải cách năng lượng chính thức sẽ được đăng trên công báo vào ngày 21 tháng 12 và cũng từ ngày đó luật có hiệu lực. Tuy nhiên, để luật đi vào đời sống và đem lại hiệu quả thực tiễn, giới chuyên gia dự báo phải chờ đến sau năm 2015. Thông tin vừa rồi cũng vừa khép lại phần 1 của bản tin Thế giới. Tiếp theo sau sẽ là phần 2 với những nội dung chính. Trung Quốc siết chặt quy định sữa bột nhập khẩu. Nigeria phát triển ngành chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược.